Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello anh em, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình làm cái clip quay cái hòm đồ tùy chỉnh. Tuy nhiên thì mình đã quay hết 5.000 UC xong rồi mình mới nhớ ra là mình chưa quay clip anh em ạ. Đây là toàn bộ những danh sách mà mình đã ban. Mình không đủ điểm G cho nên mình không ban hết được cái đồ tím đi. Nhưng mà nếu mà anh em cày cái điểm G ấy thì nhớ là sử dụng cái điểm G đấy thật là nhiều để ban thật là nhiều đồ để có tỷ lệ ra đồ đỏ thật là cao anh em nhá. Rồi, hôm nay thì mình không mong muốn ra bất cứ một món đồ đỏ nào, mà mình chỉ có duy nhất một cái mong muốn, đó chính là ra cái em M4 Gold anh em ạ. Vừa rồi mình ra M4 Gold với lại cái máy bay kim cương ấy, cái máy bay mình rất là thích luôn. Đấy, mình ra máy bay rồi, 5.000 UC mới ra được cái máy bay thôi, còn M4 Gold, M16 Gold mình cũng chưa nhận được. Nhưng mà nếu mà cho mình ấy thì cho khẩu M4 Gold là ok nhất anh em ạ. Chứ M16 thì mình cũng có khá skin rồi ấy. Mình chỉ thích siêu tầm cái skin của M4 Gold. Mình cực kỳ thích M4 Gold luôn. Những khẩu Golden, ui rồi ôi, lại cái chảo hề. Ô, vãi nồi ạ. Một set đỏ luôn, một set queen luôn anh em ạ. Ui rồi ôi, cái bộ này cũng nhiều anh em thích này, hiệu ứng vật lý các thứ luôn. Nhưng mà mình không mong chờ bộ đồ đỏ. Ui vãi nồi ạ. Hên thế nhở. Cái đồ tùy chỉnh này rất là dễ ra luôn ấy. Anh em nếu mà chưa có đồ ấy thì quay cái hòm tùy chỉnh này nhớ là phải có điểm G thật là nhiều để mà ban bớt đồ đi nhá anh em nhá. Ban thật nhiều đồ là các bạn easy. Tên mình đi. Mình đã thử mấy lần rồi. Đó, rồi ôi, M4 Gold của tôi đây rồi. Rồi, thôi, úi trời ơi, M24, rồi Uzi luôn. Ui, một phát quay nó cứ phải gọi là màu mỡ vãi trường. Thôi, quá là viên mãn rồi anh em ạ. Ui, quá đẹp luôn. Thôi rồi, bây giờ thì mình sẽ ra để tổng kết là xem là mình mất bao nhiêu UC anh em nhở. Mình mất chưa đến 9.000 anh em ạ, mới hơn 8.000, được một set đỏ. Úi rồi hiệu ứng vật lý các thứ luôn. Đấy, một set nữ hề này. Mình còn có một khẩu súng M4 Gold này. Ui đẹp vãi nồi. Mình còn có khẩu Uzi nữa. Uzi này những bạn nào mà chưa có skin ấy thì đeo khẩu Uzi này skin nó cũng rất là đẹp luôn. Một cái chảo hề cũng đẹp không kém luôn. Và một khẩu M24. Ui dồi ôi, hợp con nhà bà Lý anh em ơi. À ngoài ra mình còn có không phải. Một cái xe trộm chó trông cũng bình thường. Đâu rồi? Cái máy bay. Đây, cái máy bay đây anh em ạ. Ui ôi, đẹp của nó. Bây giờ anh em mình sẽ vào để test toàn bộ những cái đồ mà mình đã quay được trong cái pha vừa rồi nhá. Long lanh lấp lánh kiêu sa. Ui, đẹp vai trường. Anh em thấy cái máy bay này nó có lấp lánh, nó có đẹp không? Ui dồi, bật HDR lên nữa chứ. Ui, nó đẹp thật sự. Đây là lý do tại vì sao tôi chỉ chơi Ultra nhưng mà tôi lại phải bật HDR lên để cho các ông xem đây. Đấy, phải chơi trong cái điều kiện lag lòi để bật HDR cho anh em gọi là tận hưởng cái cảm giác nó chơi game nó đẹp nó là như thế nào anh em ạ. Đó, bật HDR lên trải nghiệm. Vào đây ngắm cảnh tôi cũng đã là đủ rồi anh em ạ. Chứ giờ bắn nhau làm gì cho nó căng thẳng phải không anh em. Rồi, ngày hôm nay thì vẫn địa điểm quen thuộc thôi. Giờ cái map Eagle này chả có địa điểm nào nó hấp dẫn hơn cái khu quân sự cả. Nhảy ở những khu khác hên xui lắm anh em ạ. Nhảy quân sự còn hên xui thì các khu khác thì anh em biết rồi. Chả hiểu sao càng update game càng nghèo. Thôi xuống sau, chết. Chết. Sống làm cái gì? Baby lag à? À quên. Ba gia là bà già. Nào. Thôi bạn ở trong phòng bạn chết rồi. Nhảy. Nhảy với chúng tôi à? Nhảy với chúng tôi. Nhảy với chúng tôi này. Có tiếng súng ở bên nhà K, nhà A anh em ạ. Cho nên là mình sẽ không loot đồ nhiều vào bắn luôn. 60 viên đạn vàng và 27 viên đạn xanh. Quá đủ cho một cuộc tình rồi. Kia kìa. Đó, đang chạy trong nhà ca kìa anh em thấy không? Được của nó. Lao thẳng luôn.
Đây mới là phong cách bắn của Tuấn HC anh em ạ. Ui, ôi sao nhặt độ. Ui, vãi nồi ạ. Thôi toàn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Kè trước này có máu không? Nôn máu ra đây. Đâu rồi, cái thanh niên bạn đâu rồi? Chắc là bò đi rồi anh em ạ. Từ từ mình cứ lút đi á. À, bắn chán chưa bạn ơi? Ui ôi, còn đúng chấm máu. Thanh niên lên đây. Come here. Còn hay không cũng không biết được anh em ạ. Chết bớt rồi đấy. Cái team đầu tiên mình nốc mình cũng chưa gạt luôn. Mình mới gạt một người thôi để lấy khẩu barrel cho mình chạy ra đây luôn. Như vậy là ở trong đây có hai team lận anh em ạ. Đồng phết chứ đùa. Nào, để xem các bạn ấy còn cái quần què gì không. Mình đút lốt anh em ạ. Kinh thật. Đó, bắn theo cái phong cách này ấy, thì được cái là tiết tấu trận đấu nó nhanh. Anh em xem thì đã mắt. Tuy nhiên thì có những pha chết ngu do không đủ giáp mũ anh em ạ. Nhưng mà cái phong cách của mình trước từ đó đến bây giờ là như vậy rồi. Vì vậy là chả phải gọi là nói nhiều, anh em cũng đã hiểu rồi. Những lần chết thì mong anh em tha thứ. Mà thật ra thì tôi làm clip chết các ông có xem được đâu. Chỉ có khi livestream thôi. Cứ làm clip chết thì xóa sừ đi mất rồi đâu. Thì như hết rồi đấy anh em. Đấy, anh em thấy khẩu M4 Gold này nó có đẹp không? Còn một thanh niên nữa mình nốc ở đây mà không biết là bò ở đâu rồi. Để mình loot thêm ít đạn anh em ạ. Ơ kìa, bò xong chết đâu rồi? Ơ. Thôi. Có khi là đi luôn đi anh em ạ. Đi luôn đi. Đấy cần loot nữa. Mệt thật sự. Trường học không biết có người không? Bây giờ bọn nó thủ trường học điếm lắm anh em. Hình như không có người rồi. Ơ, đó. Ôi trời ơi. Toàn giả bot thôi anh em ạ. Dạo này nó đang có cái chen quần què gì sao ấy. Hình như là người người làm TikTok, nhà làm TikTok hay sao á. Bắn khó thật sự. Công luôn à? Thế thì bạn này mạnh quá. Cho bạn chết luôn. Trời ơi, đạn nó dính vào người cứ như kiểu keo dính chuột như thế thì làm sao sống. Anh em thấy chưa? Một đống đạn vào mặt mà không gạt được luôn. Đó. Mà chả hiểu sao mình có những pha gọi là vừa mới bị nốc cái tay còn chưa chạm đất đã bị gạt chết luôn rồi. Thề không hiểu các bạn gạt mình kiểu gì luôn đấy. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống nó khó khăn khi mà gặp những cái thanh niên mà giống kiểu ách hiểu kiểu gì. Hay là do mạng lag ta? Mà lại mạng mình lúc nào cũng hai mấy. Lag đâu có được đâu. Không hiểu. Trốn ở gầm xe. Như vậy gầm xe không có rồi. Ở nhà rồi anh em ạ. Thôi mấy ông đừng có giả bắn nhau rồi dụ tôi ra. Tôi có phải trẻ con đâu mà. Đi lấy xe tiếp anh em ạ. Không vội. Mấy thanh niên này giả vờ bắn nhau đấy. Mình mới giết được có một người thôi. Chưa nói trước được cái gì. Vừa rồi ở căn nhà 2 tầng kia có ít nhất là 2 thằng bắn mình. Đó. Một thằng trên tầng 2. Nếu tôi không nhầm. Đấy, một thằng tầng 2 này. Một thằng chạy ra này. Hay là cái thằng này chạy ra. À đấy. Ui dồi ôi. Trời ơi, mù hết cả mắt con nhà người ta rồi. Công. Tên em là Lại Văn Công. Em đẩy mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm. Huỵch. Rồi, để HDR xe nó va tường nó cọ tóe lửa. Ui dồi ôi. Có mà chạy bằng mắt. Nào. Có tiếng chân ở bên đấy anh em ạ. Đấy. Mấy thanh niên ở trường học vừa giả bot đúng không? Chạy đâu đây? Tôi đã điếc đâu, tôi đã chết đâu mà bạn làm gì đấy? Hả đắc SWAT.
đồng ý là nó tối nhưng mà nó cũng phải tối vừa thôi. Tối quá. Tăm tối cứ như kiểu vũ trụ DC ấy. Đó, bắn đi, bắn chân đi, bắn chân đi. Giờ phải chắc cú anh em ạ. Giờ mấy thanh niên này bắn kinh lắm. Chẳng hiểu kiểu gì luôn. Mà có phải danh cao cho nó can, cái anh thấp tè ra mà chả hiểu, bắn cứ như kiểu trấu mã ấy. Đâu, mấy ông thích làm gì? Mấy ông gạ thì mấy ông thò trước đây. Không thò là tôi lấy xe tôi đi đấy. Đây rồi. Khiếp. Thò không một tí thế, thò thêm tí nữa đây. Thò thêm tí nữa đây. Ui, táp như trâu. Ôi trời ơi. À, có hai thằng. Một thằng bắn UMP, một thằng bắn mini. Nào, ra đây. Hai cái cột vào đầu thôi. Đó, mình ke trước là không bao giờ ra nhé. Đấy, hay là bạn thích ke trước. Ke trước này, u đệt. Mẹ tốn máu thế nhở. Tôi phải nghĩ lại tình hình mà đứng đây câu đam với bạn ấy thì nghe vẻ mình hơi bị ngu đấy. Tốt nhất là đi. Đó, bắn đi, hộ gái. Ôi, sợ thế nhờ. Được của nó đấy. Mấy thanh niên này, được. Rồi ai cũng sẽ phải chết thôi. Đừng có mà nhờn. Được rồi. Sấy thẳng ra cũng không được mà sấy kéo tâm từ trong ra ngoài cũng không được anh em ạ. Khó vãi nồi. Mấy thanh niên đứng ở mấy cái góc. Ui. Để mấy thanh niên căn kinh vãi. Thôi rồi, để yên. Tôi chạy ra cái xác ở đằng sau rồi tôi loot. Có thanh niên bị chết ở đây mà mình vừa rồi mình sợ mình chưa loot. Bây giờ mình sẽ loot. Loot cái cốp to to tí mình sấy. Bực thật sự. Đây rồi, có X6 rồi, các bạn chết với tôi. Úi dồi, đạn xanh này. Mẹ, trông thì có vẻ nhiều nhưng mà được có mấy viên anh em ạ. Thôi kệ, có mấy món không. Ok. Người ta bảo rồi, càng ít thì càng nhiều. À quên, càng nhiều càng ít. Táp đi. Cầm mini lên mà táp. Chắc chắn mấy thanh niên nó cốp to. Táp chuẩn vãi nồi luôn. Từ từ. Mình bơm nước xong rồi mình sẽ đi tìm. Mình sẽ đi tìm cái quần què gì nhở. Tìm xe anh em ạ. Xe mấy thanh niên kia phá hết rồi. Cho nên mình phải đi kiếm con xe khác. Hơi vất vả tí nhưng mà anh em thông cảm nhá. Một pha xử lý hơi lom rom. Nhưng mà mấy thanh niên ở trường học khốn nạn quá. Mình không thể nào công thẳng. Không thể công thẳng được anh em ạ. Đó, anh em thấy chưa. Càng ngày các game thủ càng tay to. Mà đây là còn ở rank. Không phải là rank cao đâu đấy. Rank chỉ còn lại trung bình thôi. Mà sấy đã không thể ăn lại rồi. Mình mà thò ra là chắc chắn bị táp chết. Chứ là không có dại anh em ạ. Đây rồi, có con buggy rồi. Có buggy là mình sẽ công. Mình chỉ cần một phương tiện để có thể di chuyển một cách an toàn. Còn công là chắc chắn mình sẽ công. Cũng không có lý do gì mình không công cả. Mấy thanh niên trường học chắc chắn là sẽ phải chết với mình. Đây rồi, mình không chết. À quên, bạn không chết thì mình chết. Đây, anh em mình ra trao đổi chiêu thức đi. Xem võ công của bạn như thế nào nào. Nào, vào đây. Hello, it's me. Kìa, ở tầng 1. Ây à. Di chuyển như kiểu biết mình nhở. Ghê thật. Nào. Thử ngã một lần mà xem. Mấy ai chịu đỡ mày đâu. Đa số là cười vào mặt rồi tiện thể gạt thật nhanh. Ây da, thế là biết chỗ mình rồi. Biết mình công rồi. Ôi dồi ôi. Đó, tình vì thế nhở. Thôi rồi, mình sẽ di chuyển. Mình sẽ đi vào cánh. Mình sẽ đi vào hông nhà. Mình công luôn anh em ạ. Đằng nào bo nó cũng đã đến rồi. Chơi luôn. Giả bót khều người ta. Xong bây giờ người ta đến rồi thì không dám gọi là hổ báo cáo trồn à. Được.
Nếu bạn đã thích thì chúng tôi sẵn sàng công nhà bạn luôn. Mẹ, không biết Tuấn là học sinh giỏi à? Nói có vẻ mê tín chứ. Đi chết đi. Chạy lục cục như thế là dở rồi. Hai thanh niên anh em ạ, chắc chắn là hai thanh niên. Gọi bạn ra đây. Gọi bạn ra đây. Không gọi thì tôi cũng đi tìm thôi. Không thèm lút luôn. Mặc kệ luôn. Nào. Bạn đâu rồi? Trời ơi. Đó. Mấy thanh niên bây giờ toàn như thế này thôi anh em ạ. Đấy, khều khều người ta quay lại. Đến lúc người ta quay lại thì bắt đầu đi trốn, đi núp. Solo kill đi bạn. Mạnh mẽ lên nào. Ui dồi ôi. Thôi rồi, nếu mà bạn đã không solo kill thì đây, cơ hội cuối này, có chơi không? Chơi gì ra đây, đấu tay đôi face to face. Trời ơi. Thôi, mình nói đùa đấy, mình đi thôi. Bo đến rồi, đau quá. Đi đi anh em ạ. Đi lên thanh niên, làm theo lời bác. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào đuôi và lấp biển, quyết chi ắt làm nên. Đấy, 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 đấy. Đấy, rồi, ừ. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai. Một khi đã mang thai đừng ai hỏi bố cháu. Rồi. Thích chơi với tôi đúng không? Tôi dừng luôn, đây rồi. Không thèm bơm máu luôn. Chơi bạn luôn. Chơi bạn luôn. Chơi bạn luôn. Úi, bạn vòng lại này. À, cũng muốn chơi. Lên. Úi dồi, thôi bạn ơi, khôn như bạn ở quê mình đầy. Đấy. Dừng xong lại nằm gì, mình biết thừa. Với những kẻ như thế này ấy, với những kẻ mưu mô xảo quẹt như thế này ấy, là mình cứ làm một đường vòng anh em ạ. Vòng lên đầu nó bắt. Đây. Rồi, nhìn thấy bạn rồi. Bạn làm sao bạn nghe thấy được. Giờ bạn còn đang quá cuống lắm. Bạn còn đang bị bo đốt kia kìa. Bạn chuẩn bị chết với mình. Rồi, xe đây. Người chắc chỉ cũng chỉ ở trong cái đám khói kia thôi, chứ đi đâu được nữa. Chắc đang núp. Nào. Khều nhau. Khều nhau cho lắm vào. Oan gia thì ngõ hẹp anh em ạ. Nào, come on. Bấy bè. Holy shit. Tự sát. Vãi nồi à, thanh niên Nhật Bản. Ôi dồi ôi. Chán nhờ. Trời ơi. Thôi chơi game làm cái đếch gì. Trời ơi. Trời ơi. Không thể chấp nhận được anh em ạ. Đâu rồi? Các bạn đâu rồi? Có ai ngồi canh cái cục thính này không? Không ai canh thính luôn. Ơ kìa. Cục thính nó to lù lù như tổ bố thằng ăn mày ở đây. Không ai ra lấy anh em ạ. Ờ kiểu gì vậy ta? Thế thôi, không ai lấy mình lấy. Cả lò ơi, mình xin cục thính nhá. Ui trời ơi, ốp luôn. Hợp lý. Ờ đổi nhầm. Nhanh không lại bắn vào đít cho bây giờ. Chạy. Ui dồi, cả lò, cảm ơn cả lò nhá. Thank you very much. Té thôi. Có khẩu ốp tí nữa, mấy thanh niên nhây nhây ở xa. Mình cho dã ốp vào đầu cho thì không tượt viên nào anh em ạ. Không thể tượt viên nào được. Giờ đi tìm người thôi. Có ai nhỉ? Không biết các bạn bắn nhau ở đâu. Tìm nãy giờ moi các mắt. Tích thế ai? Lượn mấy vòng cầu rồi. Giờ cái bò bé tí này thì không biết làm đâu. Ồ. Úi rồi. Úi rồi. Lìa với chúng tôi. Một băng đạn mới hết được người. Có đồng đội đấy ông ta. Lên luôn. Mình sẽ làm một vòng anh em ạ. Đấy, cứu đi. Tha cho đấy. Gọi đồng đội lên thì tôi tha. Còn nếu không gọi đồng đội lên tôi gạt nó nha. Vừa rồi tôi định gạt rồi đấy. Nhưng mà liệm tình. Trông bò khổ sở quá. Trông có vẻ muốn sống. Nào. Lên lóc gọi là xe ngắm gà khỏa thân luôn.
lập luôn cho bạn cái bàn thờ. Ôi hồi lại ốp. Bộ sưu tập ốp rồi. Mấy thanh niên giàu thế. Rõ ràng bạn ở cây đấy xong bạn cứ dòm sang bên này. Thì có thể là bên này có địch. Hoặc là có đồng đội bạn ở đấy, bạn đang cover, à quên, bạn đang cover cho đồng đội của bạn ấy ở bên này. Nhưng mà nếu cover cho đồng đội mà mình bị bắn thế thì đồng đội cũng phải cover lại đúng không? Bẹp. Nằm với chúng tôi này. Ôi dồi ôi. Bình tĩnh đi bạn ơi, bình tĩnh đi. Nóng này là dễ ỉa chảy. Vội thế. Toàn nằm đi. Thế này mà chăm chỉ đi bắt là cũng phải được một bình rượu ngâm mấy con rắn đấy anh em. Toàn rắn độc ấy, mổ một phát mà tí tèo. Xí xa xí sớm, tí ta tí tởn cái là hẹo luôn anh em ạ. Thế các bạn phải cẩn thận nhá. Bắn giờ. Ui, có tiếng. Lại ốp vãi nồi ạ. Có tiếng. Lên đây công tôi đúng không? Lên đây. Ui nằm à? Ui nằm là dở rồi. Nằm thế ai chơi? 1 với 5. 5 thằng này. Nếu mà thằng này nẻ thì dễ là 4. 4 thằng còn lại sẽ là team. Còn nếu không thì cứ cẩn thận. Bởi vì thường những cái bò, những cái bò cuối. Đó. Đồng. Bắn cái quần què ấy. Bắn cái quần què ấy. Bắn chúng tôi này. Rồi. Bạn ở đấy chứ gì. Bạn ăn bom đi nhá. Fire the hole. Chết. Oh shit. Chạy với chúng tôi này. Bắn cho lật nón luôn anh em ạ. Đùa với cả thần rùa. Chết đi. Bực hết cả mình. Mình tính kiểu gì nhở? Vừa rồi 6 trừ đi 1 mình còn 5. 5 ở đây mình ăn 3. Thì phải còn 3. Là còn phải còn 2 thằng địch chứ, đúng không? Còn vừa rồi mình bảo còn 5 thằng mà mình giết 3 thằng. Thì còn 2 thằng, sao bây giờ chỉ còn 1 nhỉ? Ừ đúng rồi. 6 trừ đi 1 còn 5. 6 trừ đi mình là còn 5. 5 mà giết 3 thì phải còn 2 chứ. Sao bắn phát còn 1 là sao? Thế phải bây giờ mình ăn 3 hay ăn 4 ta? Không thể hiểu được. Chịu. Bạn ơi, bạn ở đâu rồi bạn ơi? Nhanh lên bạn ơi, cho mình đi nấu cơm cái. Bắn xong trận mình đi nấu cơm cái, đói quá rồi. Ở đâu đây? Hình như mình vừa thấy bạn ấy chạy ở đây thì phải. Đúng ta? Chạy ở đây. Ui. Mình thấy phớt phớt là mình nghi rồi. Thích nằm à? Trời đất ơi, đi chết đi. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành trận đấu mà mình sâu tất cả những cái món mà mình quay được ở cái hòm đồ tùy chỉnh. Anh em thấy sao về lần quay này của Tuấn HC? Mất hơn 8.000 UC, có một bộ đồ đỏ, rất nhiều skin súng đẹp luôn và có một cái máy bay cực kỳ xịn sò. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều và nhớ like cũng như subscribe để mình có thêm động lực nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.